Diễm Quỳnh xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về diễn biến của dịch bệnh SARS-CoV-2 trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bộ trưởng Bộ Y tế, 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã được phân bổ gần 4,9 triệu liều vaccine COVID-19. Hà Nội, thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, xét nghiệm gần 3.000 người ho sốt. Nhiều tỉnh, thành phố ở miền Tây có thêm người dương tính với nCoV. Sau đây là tin chi tiết. Bộ trưởng Bộ Y tế, 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã được phân bổ gần 4,9 triệu liều vaccine COVID-19. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay thì có 19 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam đã được phân bổ tổng cộng 4.883.870 liều vaccine phòng COVID-19. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ tư này, tính đến trưa ngày 23 tháng 7, cả nước ghi nhận 75.417 ca mắc COVID-19, trong đó có 74.570 ca trong nước, 9.557 người đã được chữa khỏi bệnh, 335 ca tử vong. Đến nay đã có 9 trên 62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, 9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát. Đáng chú ý là qua 5 ngày triển khai chỉ thị số 16 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng đã có những dấu hiệu tích cực. Tỷ lệ nhiễm sẽ có xu hướng đi ngang trong một vài ngày sắp tới nếu thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp do biến chủng mới có tốc độ lây lan rất nhanh, vòng lây nhiễm ngắn. Mặt khác, nhiều ca bệnh đã có trong cộng đồng từ trước đó. Qua điều tra dịch tễ, truy vết, các tỉnh đã xác định được phần lớn nguồn lây. Số ca mắc mới gia tăng do các địa phương tăng tốc lấy mẫu và xét nghiệm với số mẫu lớn tại các khu vực có nguy cơ, khu cách ly, phong tỏa. Tuy nhiên, công tác triển khai các biện pháp chống dịch theo chỉ thị 16 ở một số địa phương, một số cơ quan còn chưa nghiêm, nhất là tại một số nơi người dân vẫn còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến của dịch bệnh. Về công tác chuyên môn chống dịch, tổ chức truy vết, xét nghiệm, triển khai tổ COVID-19 cộng đồng, cách ly, giám sát, điều trị hậu cần đã được nâng cao, điều phối hiệu quả hơn so với thời gian trước đó. Tuy nhiên, chưa đáp ứng được so với tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh, cần tiếp tục được tăng cường năng lực hơn nữa trong thời gian tới. Tại cuộc họp báo, Bộ Y tế đề xuất, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 16, thường xuyên cập nhật đánh giá các mức độ nguy cơ để áp dụng các biện pháp đáp ứng phù hợp. Các địa phương cần tiếp tục quyết liệt, huy động toàn bộ lực lượng triển khai các biện pháp ngăn chặn, giảm mắc, giảm tử vong, đồng thời bảo vệ hiệu quả các vùng, khu vực đang được kiểm soát tốt. Trước mắt cần ưu tiên chống dịch, tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, lưu thông hàng hóa, cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ người lao động, đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vaccine. Liên quan đến vaccine COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay có 19 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam đã được phân bố tổng cộng 4.883.870 liều vaccine phòng COVID-19. Tính đến 22 tháng 7 năm 2021, đã thực hiện tiêm cho 1.843.849 liều, đạt 37,7%. Trong đó có 1.601.131 người đã được tiêm mũi 1 và 121.359 người đã tiêm mũi 2. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện phân bổ 2.358.790 liều vaccine, đã thực hiện tiêm cho 1.039.652 liều, đạt 44,1%. Có 915.184 người tiêm mũi 1 và 62.234 người tiêm mũi 2. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc ưu tiên phân bổ vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết. Hà Nội, thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, xét nghiệm gần 3.000 người ho sốt. Sáng nay, Hà Nội đã ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây đều là các trường hợp F1 thuộc 6 chùm ca bệnh. Cụ thể, theo Sở Y tế Hà Nội, các ca dương tính SARS-CoV-2 mới bao gồm 2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân NTH, nam, sinh năm 1961, địa chỉ tại Đỗ Xuân Hợp, tổ 15, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, là người về từ thành phố Hồ Chí Minh và sống cùng hai bệnh nhân là hai cháu, đã được xác định dương tính trước đó. Cụ thể, ngày 4 tháng 7, bệnh nhân cùng hai cháu từ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay QH244, ghế 8C. Bệnh nhân xét nghiệm lần 1 âm tính và được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để chăm cháu bệnh nhân, lúc này đã được xác định là dương tính. Bệnh nhân được xét nghiệm lần 2 cũng âm tính. Ngày 22 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả là dương tính.
Bệnh nhân NBL, nam sinh năm 1989, địa chỉ tại tòa nhà Thanh Xuân Building, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 đã được xét nghiệm 2 lần đều âm tính và đang cách ly tập trung tại Tứ Hiệp Hoàng Mai. Ngày 22 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả là dương tính. Hai bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân NTM, nữ sinh năm 2018, địa chỉ tại tổ dân phố Thượng Cát, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1, là con của một trường hợp F0, được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm ngày 23 tháng 7, kết quả dương tính. Bệnh nhân TBT, nữ sinh năm 2013, địa chỉ tại tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, là con của ca dương tính trước đó, đã được xét nghiệm lần 1 là âm tính và cách ly tập trung tại Học viện Nông nghiệp. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Một bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ. Bệnh nhân là NTG, nữ sinh năm 1999, địa chỉ tại khu tập thể Giảng Võ Ba Đình. Bệnh nhân là F1 liên quan đến nhà thuốc 95 Láng Hạ. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân đã xét nghiệm lần 1, âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 22 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau họng, chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, được test nhanh và xét nghiệm PCR, kết quả dương tính. Một bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát. Bệnh nhân là PMC, nữ sinh năm 2015, địa chỉ tại Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của các bệnh nhân xác định dương tính ngày 22 đến 23 tháng 7, địa chỉ tại Thịnh Yên, phố Huế. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hai bệnh nhân thuộc chùm B6 Trại Găng. Bệnh nhân NHI, nữ sinh năm 2016, địa chỉ tại Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Học viện Nông nghiệp. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân DTH, nam sinh năm 1963, địa chỉ tại Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 âm tính và cách ly tập trung. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Một bệnh nhân thuộc chùm Nguyễn Quyến, Đống Đa. Bệnh nhân là VTV, nữ sinh năm 2020, địa chỉ tại Trần Phú, thị trấn Thường Tín, là F1 của các trường hợp dương tính trước đó, đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã có 675 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 417, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 258. Về việc lấy mẫu các đối tượng ho sốt tại cộng đồng để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ theo chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14 giờ chiều ngày 23 tháng 7, toàn thành phố đã lấy được 2.878 mẫu trên tổng số 3.029 trường hợp được rà soát thống kê. Hiện tại đã có 2.056 mẫu có kết quả âm tính, 13 mẫu dương tính và 809 mẫu chưa có kết quả. Tối 23 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Động thái nêu trên được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lý giải nhằm đảm bảo an toàn cho thủ đô, an toàn và sức khỏe cho nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến hết sức phức tạp. Theo đó, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 theo nguyên tắc chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thành phố. Nhiều tỉnh thành phố ở miền Tây có thêm người dương tính với nCoV. Các địa phương có thêm bệnh nhân là Đồng Tháp 49 ca, Tiền Giang 104, Long An 315 và Cần Thơ 86. Sáng ngày 24 tháng 7, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận thêm 49 ca dương tính với nCoV được sàng lọc, xét nghiệm trong đêm qua. Trong đó có 33 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 10 trường hợp ở khu vực phong tỏa và 6 người trong cộng đồng, 5 người ở huyện Lai Vung, 1 ở Lấp Vò. Tính từ 24 tháng 6 đến nay, Đồng Tháp có 1.845 bệnh nhân. Trong cuộc họp phòng chống COVID-19 tối 23 tháng 7, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu các ngành và địa phương tiếp tục kiểm soát tình hình tại khu cách ly, khu vực có ca nhiễm trong cộng đồng với quy trình thật chặt chẽ. Căn cứ vào tình hình thực tế, tỉnh có thể xem xét tăng cường thực hiện chỉ thị 16 ở mức cao hơn tại một số khu vực trọng điểm. Tại Tiền Giang, ngành y tế tỉnh này ghi nhận thêm 104 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, tổng số ca là 1.652. Trong đó có 87 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 17 ca trong cộng đồng và khu vực phong tỏa. Ngày 23 tháng 7, Tiền Giang có thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong tại thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công, nâng tổng số ca tử vong lên 26 người.
tỉnh cũng đã điều trị khỏi bệnh cho 139 người mắc COVID-19. Long An đang tầm soát trên diện rộng tại 5 địa phương trọng điểm và phát hiện 315 trường hợp dương tính nCoV. Đến tối 23 tháng 7, tỉnh có thêm 19 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi lên 184 người. Long An đã có 20 người mắc COVID-19 tử vong. Thành phố Cần Thơ có thêm 86 bệnh nhân trong ngày 23 tháng 7, trong đó có 47 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm, 4 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 28 F1 và thành F0 và 7 người trong khu cách ly phong tỏa. Như vậy thì từ ngày 8 tháng 7 đến nay, Cần Thơ có 425 người mắc COVID-19. Toàn thành phố này có 2.206 người cách ly tập trung và 4.057 người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!